Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu như thế nào là một con chó Rottweiler cái đẹp. Con chó mẫu hôm nay là Sinia V3 Gerby Kennel, là một con chó cái mà đã đạt được cái danh hiệu chó đẹp quốc gia CAC. Thì cái con chó cái đẹp đầu tiên phải là cái con chó mà có các cái tiêu chuẩn của giống chó Rottweiler theo bảng tiêu chuẩn. Về cái ngoại hình của con chó cái thì người ta chú ý đến cái bộ khung xương khỏe mạnh, cái đầu thì cân đối, đầu của con chó cái và đầu của con chó đực nó phải khác nhau. Nói về cái khuôn mặt đấy, rất nhiều bạn nhầm tưởng và thành ra một cái phong trào là con chó cái mặt nó càng hầm hố thì nó càng đẹp. Cái này là nó bị sai lệch về giới tính các bạn nhé. Con chó cái nó phải có cái mặt của con chó cái và con chó đực nó có cái mặt của con chó đực. Trong tiêu chuẩn của chó Rottweiler thì có một cái phần là những cái con bị lỗi loại bỏ là những cái con chó đực có cái khuôn mặt và cái thể hình quá giống với lại con chó cái, và con chó cái ngược lại, con chó cái có khuôn mặt và thể hình quá giống với con chó đực, đều là những lỗi loại bỏ. Thì tưởng tượng là một cái người đàn ông mà mang cái khuôn mặt mỹ miều của một cái người phụ nữ đẹp, hay là một cái người phụ nữ mà có cái khuôn mặt chữ điền như là người đàn ông, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ không đẹp nữa. Giống nó có đực và có cái, và giữa đực và cái nó phải có sự khác nhau. Thì mời mọi người cùng ngắm khuôn mặt và cái thân hình của Sinia, là một con chó cái Rottweiler đẹp đã được chứng nhận bởi giám khảo quốc tế. Và theo cái sự đánh giá của cá nhân của trại Gerby thì Sinia trong video này là một con chó cái giống đẹp, với cái chất lông ngắn, khuôn mặt đẹp, cân đối, mảng màu sậm và cái thân hình chắc chắn. Sinia là cái con cái cùng đàn với lại Loki. Con chó vừa thắng ở cái show ngày 14, ngày 15 vừa rồi. Là một cái đàn chó với những cái con chó giống rất đẹp. Hy vọng các cái thông tin sẽ có ích với các bạn đang tìm hiểu về giống chó Rottweiler. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi các cái video của trại chó Gerby. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Thank you.